17. Phẩm tham hành. Bấy giờ thiện hiện bạch Phật: khi hữu thay, kính bạch Thế Tôn, các Bồ Tát này thành tựu công đức lớn như thế, Thế Tôn có thể trải kiếp số như cát sông Hằng, thuyết các tướng hành trạng bất thối chuyển, cú xin Như Lai ứng chánh đẳng giác, tuyên thuyết nghĩa xứ tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, làm cho các Bồ Tát an trụ trong đó, tu hạnh Bồ Đề mau được viên mãn. Phật bảo thiện hiện: lành thay, lành thay, ông nay có thể hỏi việc như thế, hãy lắng nghe, hãy lắng nghe, ta sẽ nói cho ông. Thiện hiện nên biết nghĩa xứ tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, đó là không vô tướng, vô nguyện, vô tác, vô sanh, vô diệt, chẳng phải có, tịch tĩnh, bỉa nhiễm, niết bàn, là sự biểu hiện của khái niệm. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: bạch Thế Tôn, chỉ có pháp này được gọi là nghĩa xứ tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, hay là tất cả pháp đều được gọi là nghĩa xứ tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa? Phật bảo thiện hiện: tất cả các pháp khác cũng được gọi là nghĩa xứ tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Vì sao? Vì tất cả sắc thọ tưởng hành thức cũng gọi là sâu xa. Thiện hiện thế nào là sắc cho đến thức cũng gọi là sâu xa, nghĩa là chân như sâu xa nên sắc cho đến thức cũng gọi là sâu xa. Lại nữa, thiện hiện hoặc là chỗ không có sắc cũng gọi là sắc sâu xa, cho đến chỗ không có thức cũng gọi là thức sâu xa. Khi ấy thiện hiện bạch Phật: khi hữu thay, kính bạch Thế Tôn, đó là phương tiện mầu nhiệm ngăn chặn năm uẩn, hiển bày niết bàn. Phật bảo thiện hiện: đúng như vậy, đúng như vậy. Nếu các Bồ Tát thường quan sát kỹ nghĩa xứ tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như thế, thì nghĩ, ta nên y như Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa đã chỉ dạy mà an trú. Ta nay nên như Bát Nhã Ba La Mật Đa đã giảng thuyết mà học. Các Bồ Tát này do thường nương tượng nghĩa xứ tương ưng Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như thế, quan sát kỹ, tinh tấn tu hành, cho đến trong một ngày số phước đức đạt được vô lượng vô biên. Như có người tham dục, lại nhiều suy tư, cùng với người con gái đẹp hẹn hò. Người con gái kia bị trở ngại, không đến nơi đúng hẹn, tâm mong mỏi của người ấy mãnh liệt tuôn tràn. Thiện hiện ý ông thế nào, tâm mong muốn của người kia hướng về nơi nào? Kính bạch Thế Tôn, tâm mong muốn của người này hướng về người con gái kia. Nghĩa là nghĩ, nàng ấy khi nào mới đến đây gặp nhau để cùng ta đùa giỡn vui chơi? Thiện hiện ý ông thế nào, người đó ngày đêm phát sanh bao nhiêu mong muốn? Kính bạch Thế Tôn, người đó ngày đêm phát sanh rất nhiều mong muốn. Phật bảo thiện hiện, nếu các Bồ Tát nương nghĩa xứ tương ưng Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, quan sát kỹ, tinh tấn tu hành, cho đến một ngày, thì vượt thoát kiếp số trôi lăn sanh tử bằng với số lượng mong muốn phát sanh trải qua một ngày đêm của người tham dục kia. Thiện hiện nên biết các Bồ Tát này nương theo nghĩa xứ tương ưng Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như thế, quan sát kỹ, tinh tấn tu hành, thì tùy theo đó mà có thể giải thoát bao nhiêu tội lỗi, thường làm trở ngại quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Thế nên Bồ Tát nương nghĩa xứ tương ưng Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, quan sát kỹ, tinh tấn tu hành, không lười nhác, thì mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Thiện hiện nên biết, nếu các Bồ Tát nương nghĩa xứ tương ưng Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, quan sát kỹ, tinh tấn tu hành trải qua một ngày đêm, thì công đức đạt được hơn công đức bố thí trải qua số đại kiếp như các sông Hằng của các Bồ Tát lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa vô lượng vô biên. Lại nữa, thiện hiện, nếu các Bồ Tát nương nghĩa xứ tương ưng Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, quan sát kỹ, tinh tấn tu hành trải qua một ngày đêm, thì công đức đạt được hơn công đức bố thí của các Bồ Tát xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa trải qua số đại kiếp như các sông Hằng, đem các đồ cúng dường bậc Dự Lưu, Nhất Lai, Bất Hoàn, A La Hán, bậc Độc Giác, Bồ Tát, Như Lai vô lượng vô biên. Lại nữa, thiện hiện, nếu các Bồ Tát nương Bát Nhã Ba La Mật Đa đã nói mà an trú trải qua một ngày đêm siêng năng tu học bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát Nhã, thì công đức đạt được hơn công đức đạt được của các Bồ Tát lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa trải qua số đại kiếp như các sông Hằng, siêng năng tu học bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát Nhã vô lượng vô biên.
Lại nữa thiện hiện, nếu các Bồ Tát nước Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa đã nói mà an trú trải qua một ngày đêm, đem pháp vi diệu bố thí cho các loài hữu tình, thì công đức đạt được hơn công đức đạt được của các Bồ Tát tỉa Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa trải qua số đại kiếp như các sông Hằng, đem pháp vi diệu bố thí cho các hữu tình vô lượng vô biên. Lại nữa thiện hiện, nếu các Bồ Tát nương Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa đã nói mà an trú trải qua một ngày đêm, tu 37 pháp Bồ Đề phần và các căn lành khác, công đức đạt được hơn công đức đạt được của các Bồ Tát tỉa Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa trải qua số đại kiếp như các sông Hằng, tu 37 pháp Bồ Đề phần và các căn lành khác vô lượng vô biên. Lại nữa thiện hiện, nếu các Bồ Tát nương Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa đã nói mà an trú trải qua một ngày đêm, tu các pháp tài thí, pháp thí ở chỗ vắng vẻ, buộc niệm tư duy các pháp phước nghiệp tu trước kia, hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, công đức đạt được hơn công đức đạt được của các Bồ Tát tỉa Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa trải qua số đại kiếp như các sông Hằng, tu các pháp tài thí, pháp thí an trú chỗ vắng vẻ, buộc niệm tư duy các pháp phước nghiệp tu trước kia, hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề vô lượng vô biên.